Đâu rồi? Cái thả đâu rồi? Đâu rồi? Đây, cái thả đây. Đây thì tiếng này kia mua gì mua? Không bằng vậy. Lên lên đâu? Ôi lon nước gì trông đẹp thế, trong luôn, ờ, không ngon lắm. Đi đâu? Con tua đã. Ồ, luôn. Nhãn à? Đấy, nhãn này cậu. Này. Từ nhãn này. Cái này làm từ đâu đấy? Nhãn đông lạnh này, Việt Nam luôn. Nhãn đông lạnh luôn nha. Một túi này là bao nhiêu tiền đấy? 300 yên à? Ừ, thế nào mua đấy? 500 yên, tê tô. Ôi, tin theo con cá kìa. Tí ơi, cá này. Không yên á, con to. Bình thường cá tô phi thì cũng 500 yên rồi. Pin chưa đặt miếng bao nhỉ? Miếng bao đủ đẹp chưa? Đẹp bùn đấy. Cô cái xếp tổ này chẳng lon. À đây, hai mẹ con gì? Tìm người chắc cái phần tàng này này. Tìm vương cao. Vương cao phần tàng chơi hết. Phần tàng đúng không ạ? Em mua cho phần tàng về hai con đúng không? Mua con trai về. Ở nhà có con trai đang uống nữa, con trai này. Nhưng có miếng trà không? Hả? Có Jasmine không? Ở nhà. Có Jasmine, em không chơi em chai này đấy. Ừ. Mua chai này không? Tin nhá, không thích cái này, chai này không có ấy đâu. Không chờ uống như thế. Có ga đâu? Được. Ở nhà hết cô cứ xếp tổ rồi à? Tin còn bố chai này. Chai này về uống, chai này ngon mà, đúng không? Ngon đúng rồi. Mua mua gì cô cứ xếp tổ ăn tối cho trẻ con sao? Tin. Con uống này không?
hai loại. Con chỉ thích một trong hai loại. Em muốn đấy thì cái này của con, à của em, con cái đấy thì cái này của em nhá. À còn một vị nữa. Còn một vị nữa này, vị này vị táo, vị này vị đào. Quả đào ấy. Đây táo, đào, cam. Không, táo, táo là của em nhé. Ừ, nhưng mà túi chi? Tại sao mua cho em hai cái? Táo, đào, đào. Tí đi lấy giỏ nha Tí nha. Tỏ mua hàng đâu. Đây. Tôi chạy nước đâu rồi? Tập tập. Tập hai thảo ở đây. Thảo đây nhé. Vừa treo lên đây. Treo sau. Cái này thế nào? Cái đây. Yeah. Rồi nha.